Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhảy qua toàn bộ bản đồ trong GTA 5 bằng xe đạp. Chúng ta sẽ nhảy bằng xe độ, Ducati, Kawasaki hay một chiếc siêu xe tương lai cực kỳ hiện đại. Và liệu những chiếc xe này có thể vượt qua toàn bộ bản đồ hay không? Thì chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào. Đây này các bạn ơi, đây chính là đường dốc của chúng ta, một cái đường dốc cực kỳ khổng lồ. Và cái đường dốc này được đặt phía cuối bản đồ, ngay cái vị trí này này. Đây, đường dốc của chúng ta đang nằm ngay vị trí này các bạn ơi. Ok, nó đang nằm cuối bản đồ. Và mục tiêu của chúng ta là nhảy đến vị trí này bằng xe đạp. Wow, một quãng đường cực kỳ xa, rất khó để những chiếc xe đạp bình thường có thể vượt qua. Nhưng mà không sao các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ cố gắng hết sức để có thể nhảy qua bản đồ. Ok, chúng ta hãy bắt đầu với chiếc xe đầu tiên, chiếc xe đạp một bánh. Chắc chắn là với cái tốc độ bình thường thì chiếc xe đạp một bánh này không thể nào mà vượt qua được toàn bộ bản đồ các bạn ơi. Nên là tôi đã sử dụng một số mod để chiếc xe này có thể làm được điều đó. Ok, tôi sẽ tăng mã lực và tăng tốc độ của chiếc xe đạp này lên 500 km/h. Wow, một chiếc xe đạp mà chạy 500 km/h thì oh my god. Ok, chúng ta đang bắt đầu đạp xe xuống dốc rồi các bạn ơi. Uầy, tốc độ bây giờ đang là hơn 100 km/h các bạn ơi. Tôi đang phóng xe đạp rất nhanh xuống dưới. Hy vọng là chúng ta có thể vượt qua được toàn bộ bản đồ với chiếc xe đạp này, bởi vì tôi đã tăng mã lực, tăng tốc độ của nó lên rồi. Lên đi, chúng ta sắp đến cuối đường dốc rồi. Cố lên, nhảy lên đi. Lên. Oh my god. Oh shit. Mày nói gì đấy? Mày nói gì cơ? Mày nói lại tao xem nào. Mày tuổi gì? Chửi bới lung tung. Được rồi, chúng ta hãy kiểm tra bản đồ ngay bây giờ nào. Oh my god. Chúng ta chỉ di chuyển được một quãng đường bằng một ngón tay thôi các bạn ơi, nó thực sự ngắn. Nhưng mà không sao, với một chiếc xe đạp một bánh như thế là cũng quá tốt rồi. Được rồi, chúng ta hãy quay trở lại bản đồ nào. Chúng ta sẽ có những chiếc xe kinh khủng hơn để có thể nhảy qua toàn bộ bản đồ. Đây rồi, chúng ta đang có một chiếc xe đạp địa hình ở đây. Và tôi đã tăng tốc độ chiếc xe lên 1 triệu, hàng triệu km/h. Và để xem chiếc xe đạp địa hình này có thể nhảy qua được toàn bộ bản đồ hay không. Chúng ta hãy bắt đầu nào. Oh my god. Chiếc xe đạp địa hình của chúng ta đang kẹt bánh bởi vì sức mạnh quá lớn các bạn ơi. Tốc độ đang là 400 km/h. Oh my god. No. Chúng ta đang nhảy xuống thực sự nhanh các bạn ơi. Thậm chí nó gây ảo giác. Oh my god. No. Oh shit. Chúng ta vừa va vào một căn nhà và văng lên. Oh no. Chúng ta phải hạ cánh. Chúng ta phải hạ cánh. Oh my god. Được rồi, một quãng đường khá xa các bạn ơi, chúng ta đã thiết lập kỷ lục mới. Hãy kiểm tra bản đồ ngay bây giờ nào. Oh wow, chúng ta đang thực sự đi xa hơn các bạn ơi. Và chúng ta đã phá vỡ được kỷ lục của chiếc xe đạp một bánh rồi. Nhưng mà chiếc xe này vẫn chưa thể giúp chúng ta bay được qua toàn bộ bản đồ các bạn ơi. Có lẽ là tại mày. Tất cả là tại mày, oh my god. Được rồi, chúng ta hãy quay trở lại đường dốc ngay bây giờ nào. Chúng ta đã có một chiếc xe độ cực kỳ kinh khủng khiếp ở đây. My god, các bạn nhìn này, bánh nó cực kỳ to và trông nó cực kỳ khủng khiếp các bạn ơi. Rất có thể là nó sẽ đạt được tốc độ là hàng triệu km/h. Được rồi, chúng ta hãy lao xuống ngay bây giờ nào. Liệu chiếc xe độ này có thể giúp chúng ta nhảy được qua toàn bộ bản đồ hay không? Tốc độ bây giờ đang tăng rất nhanh. Tôi đang rất khó kiểm soát. Oh my god. Chiếc xe đã văng lên. Thậm chí nó bốc cháy trên không luôn rồi. Hy vọng là nó không nổ. No, đừng nổ. No. Oh, may quá không nổ. Chiếc xe này mạnh thực sự các bạn ơi, nó mạnh điên cuồng. Nó thực sự rất mạnh. Và tôi nghĩ là cái đường dốc này không thể nào mà chịu được chiếc xe này. Nên là chúng ta hãy chuyển đến một cái đường dốc nó tốt hơn. Đây rồi, chúng ta đã chuyển đến một đường dốc mới. Và cái đường dốc này có vị trí ngược lại. Chúng ta sẽ đặt điểm xuất phát ở phía đầu bản đồ. Sau đó chúng ta sẽ nhảy xuống bên dưới cuối bản đồ, ngay vị trí này các bạn ơi. Và tôi nghĩ rằng cái đường dốc này nó sẽ chịu được chiếc xe này thôi. Chúng ta hãy bắt đầu đi nào. Lên. God. Chúng ta phải vượt qua, chúng ta phải nhảy qua bản đồ. Oh my god. Tốc độ bây giờ là 400 km/h. Ui, chiếc xe nó bay. Chiếc xe nó đang bay các bạn ơi, tiếp tục đi. Tại sao? Tại sao lại hạ cánh ở đây? My god. Chiếc xe này trông có vẻ mạnh nhưng mà thật ra nó không mạnh đến thế các bạn ơi. Nó chỉ di chuyển được một quãng đường cực kỳ ngắn. Đây này, đây là điểm xuất phát của chúng ta. Và nó chỉ di chuyển đến đây thôi. Chúng ta còn một quãng đường cực kỳ xa phía bên dưới. Nhưng mà không sao, chúng ta đang còn rất nhiều những cái chiếc xe nó kinh khủng hơn để có thể giúp chúng ta nhảy qua toàn bộ bản đồ. Ok, hãy quay lại đường dốc ngay bây giờ nào. Chúng ta đang có một chiếc xe giao đồ ăn của Uber. Đừng coi thường nha, các bạn đừng vội coi thường. Trông nó mini như thế này thôi, nhưng mà nó thật sự không mini như các bạn nghĩ đâu. Sức mạnh của nó có khi còn hơn cả chiếc xe độ đang nằm lăn lóc phía bên kia kìa. Nó thực sự vô dụng. Và để xem nào, chiếc xe giao đồ ăn này có thể vượt qua toàn bộ bản đồ hay không. Chúng ta hãy bắt đầu đi. Go. Ui 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 ui, tốc độ đang tăng lên rồi. Ui, nó thực sự nhanh các bạn ơi. Lên lên lên. Yes. 500 km/h. 500 km/h, trời ơi, một chiếc xe giao đồ ăn. Và nó vẫn đang tiếp tục các bạn ơi, nó vẫn đang lao về phía trước. Oh my god, ui tôi đứng lên luôn rồi.
Tiếp tục đi. Hãy lao về phía trước đi, chúng ta phải nhảy qua bản đồ. Ui, tôi cảm giác cái đang hạ cánh rồi các bạn ơi, no. Chúng ta phải tiếp tục, oh my god. Được rồi, một kỷ lục mới. Chiếc xe giao đồ ăn này đã phá vỡ kỷ lục của chiếc xe độ, thật không tin được. Được rồi, chúng ta hãy check bản đồ nào, để xem là chiếc xe giao đồ ăn này nó đã vượt qua quãng đường bao xa. Oh wow, xa hơn nhiều rồi các bạn ơi. Trời ơi, một chiếc xe giao đồ ăn mà đã có thể nhảy qua được một nửa bản đồ rồi. Được rồi, chúng ta còn một nửa bản đồ các bạn ơi. Hãy đến với những chiếc xe tiếp theo nào, hãy quay trở lại đường dốc ngay bây giờ. Chúng ta đang có một chiếc Ducati 1199 ở đây. Đây là một chiếc mô tô nằm trong danh sách những chiếc mô tô nhanh nhất thế giới. Và để xem chiếc Ducati 1199 này có thể nhảy qua toàn bộ bản đồ hay không. Tôi rất tin tưởng các bạn ơi. Lên, cố lên, cố lên. Oh my god, 500 km/h rồi. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Tiếp tục lao về phía trước đi. Ôi, chúng ta đã cách xa đường dốc quá xa rồi. Chúng ta đang tiến về phía thành phố. Cố lên nào. Chúng ta có nhảy được qua toàn bộ bản đồ hay không? Ui trời ơi, có máy bay này. Bắn máy bay luôn nào, máy bay trao đảo luôn. Hãy rẽ hướng đi, đây là bầu trời của chúng ta. Chúng ta đang bay bằng xe máy. Oh my goodness. Cố lên. Đừng, ui, ui, tốc độ giảm xuống rồi. Trời ơi, oh my god. No, chúng ta phải vượt qua bản đồ. Còn tí nữa thôi là có thể vượt qua rồi, tại sao? Oh my goodness. No, đừng nổ. Ok các bạn ơi, một kỷ lục cực kỳ mới. Một kỷ lục hoàn toàn mới. Chúng ta đã đạt một quãng đường cực kỳ xa. Tôi nghĩ là chúng ta chỉ còn một đoạn nữa thôi là có thể vượt qua bản đồ rồi. Ok, hãy kiểm tra ngay bây giờ nào. Wow, chúng ta đã di chuyển được một quãng đường cực kỳ xa các bạn ơi. Từ vị trí này đến vị trí này, hơn một nửa rồi, chúng ta đang đến thành phố rồi. Chỉ còn một đoạn ngắn này nữa thôi. Chúng ta phải có những chiếc xe kinh khủng hơn nữa để có thể vượt qua bản đồ. Chúng ta đang có Ninja H2 ở đây. Cũng là một chiếc xe nằm trong danh sách những chiếc xe nhanh nhất thế giới. Và để xem là Kawasaki Ninja H2 có thể vượt qua toàn bộ bản đồ hay không, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ nào. Lên, tăng tốc đi. Tốc độ đang tăng lên rồi các bạn ơi. Lên, let's go. Let's go. 300 km/h. Ok, 400 rồi. Nó đang bay rồi. Ui no 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 no. Đừng nha, đừng nha. Ui 800. Trời ơi, 1000 km/h. Oh my god. Trời ơi, nó đang thực sự bay các bạn ơi. Đây là một chiếc xe phải gọi là nhanh nhất thế giới rồi. Ui no. No, đừng hạ cánh trời ơi. Oh my god. Tại sao? Chúng ta chỉ còn một ít nữa thôi là đã có thể vượt qua bản đồ rồi. Hãy kiểm tra bản đồ đây này. Ở đây, ui trời ơi, chúng ta chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là có thể vượt qua toàn bộ bản đồ rồi. Nhưng mà không hiểu sao nó lại hạ cánh các bạn ơi. Chúng ta vẫn còn một chiếc xe kinh khủng hơn như thế này. Chúng ta còn một chiếc siêu xe tương lai cơ mà. Hãy quay trở lại đường dốc ngay bây giờ. Đây rồi, chiếc siêu xe tương lai của chúng ta. Chiếc xe này có thể đạt hàng nghìn km trên giờ. Và thậm chí nó có thể bay. Rất có thể là sau cái cú này, chúng ta sẽ lên mặt trăng luôn. Ui, tại sao cái môi đằng sau nó giống khủng long vậy? Nhưng mà điều đó không quan trọng. Quan trọng là chiếc siêu xe tương lai này có thể vượt qua toàn bộ bản đồ hay không. Chúng ta hãy vào ngay bây giờ nào. Let's go, lên. Ui, tốc độ đang tăng lên rồi các bạn ơi. Ui, kẹt bánh luôn rồi, trời ơi, nó mạnh quá. Đến nỗi mà nó kẹt bánh luôn rồi. Lên, lên, cố lên. Bay lên, oh my god. Trời ơi, chúng ta đang bay ngang những chiếc máy bay rồi. Tốc độ đang tăng lên. 600, 700, 1000 km/h luôn, oh my god. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Chúng ta phải nhảy qua bản đồ. Trời ơi, đừng hùi lung lay thế, đừng hạ cánh. Trời ơi, oh my god, may quá. May quá, tí nữa hạ cánh rồi. Tí nữa thì hạ cánh. Oh no, chúng ta đã vượt qua bản đồ rồi. Ui, nhưng mà sao? Nhưng mà tại sao? Nhưng mà tại sao chiếc xe này mạnh đến nỗi mà chúng ta không thể dừng được các bạn ơi. Chúng ta đã bay qua bản đồ luôn rồi. Chúng ta sắp đến mặt trăng rồi, trời ơi. Cho tôi xuống đi. Chúng ta đã nhảy qua bản đồ rồi mà, hãy cho tôi xuống đi. Ui, chiếc xe này mạnh thực sự các bạn ơi, nó còn chưa xuống. Wow, ui nó hạ cánh rồi, nó hạ cánh rồi. Oh my god. Chúng ta đã hạ cánh xuống một vùng biển các bạn ơi. Wow, hãy kiểm tra ngay bây giờ nào. Ui trời ơi, chúng ta đã bay đến phương nào rồi. Tôi đang kéo lên trên các bạn ơi. Tôi thực sự đang kéo rất nhiều lần mới có thể nhìn thấy bản đồ của chúng ta ở đây các bạn ơi. Chúng ta hoàn toàn bay vượt qua bản đồ luôn. Oh my god, mạnh thực sự, đúng là siêu xe tương lai. Đây là vị trí của chúng ta này, trời ơi. Chúng ta đã hoàn thành rồi, chúng ta làm được rồi các bạn ơi. Không chỉ nhảy qua bản đồ mà chúng ta còn nhảy qua gấp đôi bản đồ. Quá kinh khủng luôn. Ok, chúng ta vừa nhảy qua bản đồ một cách cực kỳ điên rồ với những chiếc xe điên rồ. Hãy bấm like video và đăng ký để chúng ta có thể nhảy lên vũ trụ trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.